Đào cảnh là cây cho giá trị kinh tế cao, được trồng chủ yếu để chơi hoa vào dịp Tết. Bởi đào có hình dáng thân và màu sắc hoa phong phú, đa dạng. Để có màu sắc và tạo được hình dáng cây như ý muốn của mình, thì cần phải ghép trên các gốc ghép của hạt đào ăn quả hoặc đào hoang dại. Bởi giống đào này có sức sinh trưởng và phát triển tốt trên nhiều loại đất. Do vậy, sau khi gieo hạt từ 1 đến 2 năm, cây đào đạt tiêu chuẩn sẽ được dùng làm gốc ghép, ghép các giống đào cảnh trên cây. Trong chương trình Hướng nghiệp nhà nông hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con kỹ thuật nhân giống và chăm sóc đào cảnh. Mời quý vị và bà con cùng quan tâm theo dõi. Để nhân giống đào cảnh, việc đầu tiên mà tôi cần phải học là chuẩn bị bầu ươm. Người hướng dẫn cho tôi hôm nay là kỹ sư Ngô Văn Kỳ, cán bộ Viện Nghiên cứu Rau quả Gia Lâm, Hà Nội. Trước đây, tôi đã nhìn thấy các bầu đất để ươm cây giống, nhưng đến hôm nay tôi mới biết để ươm cây đào cảnh thì cần những gì. Việc đầu tiên mà tôi phải làm là chuẩn bị đất, phân chuồng và túi ni lông làm bầu. Vật liệu đóng bầu thì ta cần chuẩn bị gồm thứ nhất đất phù sa, thứ hai là phân chuồng hoai mục và thứ ba là túi bầu để đóng bầu. Thì về đất phù sa thì ta lấy đất phù sa phải sạch. Thứ hai là ta phân chuồng thì phải để hoai mục, không được để phân chuồng đang tươi thì ta không cho vào để làm bầu cho cây. Thì ta sẽ phối trộn giữa đất và phân chuồng theo tỷ lệ là 70% đất và 30% phân chuồng hoai mục. Phân bón và đất trồng phải được trộn thật đều để tránh có bầu thì nhiều phân, có bầu lại quá nhiều đất. Nếu trộn không đều, các bầu đất sẽ có chất dinh dưỡng khác nhau, về sau cây con phát triển không đồng đều, không đảm bảo chất lượng cũng như số lượng cây làm giống. Thì về cái kích thước túi đóng bầu thì là có rất nhiều kích thước khác nhau. Trong đấy, ở đây thì chúng tôi sử dụng túi bầu với kích thước là 13x15, có nghĩa là chiều rộng của túi bầu là 13 và chiều sâu của túi bầu là 15 cm. Thì túi bầu để đóng túi bầu thì ta phải đục lỗ ở dưới đáy túi bầu để cho nó thoát nước. Đối với những bầu đất để ươm cây đào cảnh, tôi sẽ phải cắt thêm các lỗ thoát nước, chứ không chỉ cắt hai góc đáy như đối với những cây trồng khác. Kỹ sư Ngô Văn Kỳ giải thích là do cây đào con có bộ rễ chưa phát triển đầy đủ, nên cần thoát nước nhanh hơn khi gặp trời mưa. Vị trí cắt thêm nằm ở khoảng 1/3 túi bầu từ dưới lên. Ta sẽ đục thêm một cái lỗ ở 1/3 của cái túi bầu để cái việc thoát nước được dễ dàng hơn. Theo anh Kỳ, một bầu đất đạt tiêu chuẩn để ươm cây sẽ không quá chặt, cũng không bị rỗng. Nếu quá chặt thì cây sinh trưởng kém, còn nếu quá rỗng ảnh hưởng đến bộ rễ, thậm chí có thể bị chết cây. Bình thường, đất để đóng bầu ươm cây phải là đất khô và tơi xốp. Tuy nhiên, hôm nay trời lại mưa nhỏ nên đất ướt, vì vậy việc đóng bầu sẽ khó khăn hơn. Sau khi đã đục lỗ túi bầu xong thì ta tiến hành đóng bầu. Thì ta cho đất vào bầu cây và đóng đầy lên đến tận đáy, lên tận mặt bầu. Quá trình cho đất vào thì ta có thể đập nhẹ túi bầu xuống mặt đất để cho cái lượng đất vào là chặt nhưng ở dưới mức độ là vừa phải, ta không nên ấn tay. Khi đóng bầu xong thì ta cảm thấy cái lượng đất ở trong túi bầu này ta sờ là nó không bị chặt mà nó vẫn có độ đàn hồi của túi bầu. Làm thế nào mà để biết được là đóng bầu độ chặt vừa phải ạ? Khi ta sờ tay vào túi bầu thì cái lượng đất nó có khả năng đàn hồi được, thì là nó vẫn còn khả năng đàn hồi, thì là nhưng mà toàn bộ túi bầu đã được cái lượng đất là nó phủ phẳng phiu, nó không bị gấp khúc ở túi bầu,
hoặc là nó có những độ hở mà nó toàn bộ lượng đất ở trong túi bầu là nó đã được phủ kín cái túi bầu, nhưng mà không được chặt quá. Đó ạ, khi mà đóng bầu xong một cái túi bầu nó như thế này là chưa đạt tiêu chuẩn, vì cái lượng đất là nó chưa phủ hết cái bao bầu đấy, nó làm gấp khúc của cái bao bầu thì nó, sau này cái cây mình cấy vào nó sẽ sinh trưởng phát triển kém. Thứ hai là cái lượng đất nó ít, thứ ba là cái độ thoát nước của nó cũng kém đi. Thế anh khắc phục như thế nào? Thì trong cái trường hợp này thì một là ta sẽ đổ ra đóng lại, hai là ta cầm túi bầu lên, ta bóp nhẹ để cho cái túi bầu nó phẳng ra, sau đó ta đập nhẹ để cho cái lượng đất nó dồn xuống để cho nó phủ kín cái chỗ mà ta đã làm nó bị phẳng. Sau đấy ta lại cho thêm lượng đất vào. Thì như chị đã thấy lúc nãy thì cái bầu nó đã đầy. Vâng. Nhưng mà sau khi ta dồn đất xuống, vâng, thì ta sẽ thấy là một cái lượng đất nó đã bị mất đi ở trên túi bầu. Vâng. Tôi thấy đóng bầu mà đất ướt thì rất dễ bị gấp khúc túi bầu lại. Để khắc phục gấp khúc túi bầu, sau khi đóng bầu nên đập nhẹ cho đất trong túi bầu dồn xuống dưới và cho thêm đất là được. Như vậy là phần chuẩn bị đất làm bầu đã xong. Bây giờ chúng tôi chuyển bầu đã đóng đến vị trí để cấy cây con. Các bầu được xếp ngay ngắn thành từng hàng, từng luống song song nhau. Việc xếp như vậy thuận tiện trong quá trình đi lại và chăm sóc cây con. Trước khi cấy cây con vào bầu, tôi sẽ phải kiểm tra độ ẩm trước. Theo anh Kỳ, độ ẩm thích hợp là khoảng 70%. Nếu như trời không mưa thì tôi sẽ phải tưới ẩm cho bầu. Nhưng hôm nay trời mưa nhỏ, đất đã ướt nên việc tưới ẩm cho bầu là không cần thiết. Tuy nhiên, anh Kỳ vẫn hướng dẫn tôi cách kiểm tra độ ẩm trong bầu và chỉ cho tôi cách khắc phục khi độ ẩm quá cao hoặc quá thấp. Độ ẩm để tưới ở trong bầu nó được đảm bảo độ ẩm được khoảng 70% thì ta sẽ tiến hành cấy cây con vào. Làm thế nào mà biết được độ ẩm là 70% ạ? Độ ẩm 70% thì ta có rất nhiều cái phương pháp có thể kiểm tra cái độ ẩm. Nên theo như phương pháp hiện đại ta có thể dùng máy đo, mà theo như bà con nông dân thông thường thì ta bốc một ít đất ở bầu, sau đấy ta nắm vo lại trong lòng bàn tay ta, mà khi ta bỏ bàn tay ra thì cái lượng đất của ta thì nó vón thành cục nhưng mà nó không dính ở lòng bàn tay ta, thì cái độ ẩm đã được là đảm bảo là đạt 70%, là đạt 70% độ ẩm trong bầu. Nếu mà độ ẩm mà cao quá thì khắc phục như thế nào ạ? Trong trường hợp mà độ ẩm ở trong bầu mà ta tưới mà nó bị ướt quá thì ta có thể để lùi lại cái thời gian cấy lại để cho cái lượng nước nó rút bớt đi. Thì vâng, sau đấy ta sẽ tiến hành cấy cây vào. Vâng ạ. Bầu đất đã làm xong, vấn đề tiếp theo là sẽ lựa chọn cây giống. Không phải cây nào cũng có thể làm giống được. Cây con còi hay bị bệnh thì đương nhiên là không thể làm giống. Nhưng anh Kỳ còn nói, nếu cây quá lớn cũng không thể làm giống được. Lý do là những cây quá lớn khi cấy vào bầu tỷ lệ chết sẽ cao. Cây con cấy vào bầu thì là những cây mà có cái đường kính, có cái chiều dài của cây là không quá dài, từ 3-5 cm. Và thân cây thì đang còn có màu trắng. Bộ rễ thì phát triển là ít mà chưa hoàn chỉnh. Vâng. Thì ta tiến hành nhổ ra và cấy ngay vào bầu. Những gốc cây dùng làm gốc ghép thường được lấy từ đào dại, đào ăn quả để tận dụng khả năng chống chịu nhiều điều kiện bất thuận của thời tiết. Vì thế mà người ta không trồng bằng cách gieo thẳng hạt vào bầu, chỉ những cây con đạt tiêu chuẩn làm giống mới được lựa chọn để cấy vào bầu đất. Tôi chỉ băn khoăn liệu cây có sống được hay không, vì chúng bị nhổ trơ rễ trước khi cấy vào bầu làm giống. Nhổ lên thế này rễ có bị ảnh hưởng không anh? Tại vì là khi ta nhổ lên thì cái cây này là đang còn rất là nhỏ, mà bộ rễ thì nó chưa phát triển mấy. Đấy, chính vì vậy mà ta nhổ lên như thế này xong đâu đó thì ta tiến hành cấy ngay trực tiếp vào bầu thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quá trình sinh trưởng phát triển của nó sau này. Vâng. Cây như thế này đạt tiêu chuẩn chưa?
Đối với cây này thì là tuy rằng là kích thước của cây là nó hơi dài một chút, nhưng mà cái bộ rễ cũng như là thân của nó thì vẫn là còn trắng, và thứ hai là bộ rễ thì nó chưa phát triển nhiều, nên là cây như thế này chúng ta vẫn có thể cấy vào bầu. Một que tre có đường kính từ 1 đến 2 cm, có một đầu vót nhọn là dụng cụ bắt buộc phải có. Que tre này sẽ được sử dụng để tạo lỗ trồng cây trên bầu đất. Việc này sẽ đảm bảo rễ cây không bị tổn thương khi đặt cây vào bầu. Thì để trồng cây đầu con vào bầu thì ta dùng một cái que được vót nhọn một đầu để cho nó dễ chọc. Vâng. Thì ta sẽ chọc một cái lỗ ở vâng. giữa bầu, sâu từ 2, 3 đến 4 cm. Vâng. Sau đó ta rút que lên. Ta tiến hành cho cây bầu vào giữa cái lỗ mà ta đã chọc. Vâng. Sau đấy ta dùng ngón cái và ngón trỏ ấn nhẹ phần đất của hai bên vào cái gốc cây đào con mà ta vừa trồng xong. Vâng. Để cho nó giữ cái gốc của cây đào này. Vâng. Thì ta ấn nhẹ thôi. Nếu vâng. ta không nên ấn mạnh quá. Vâng. Thì ấn mạnh quá thì nó làm cho cái đất nó bị dí xuống thì vâng. bộ rễ nó kém phát triển hơn. Vâng. Em thử làm nhé. Em trồng như này đã được chưa ạ? Vâng, đúng rồi. Nâng lên một chút nữa cũng được. Vâng. Đấy. Vâng. Quay hướng nào anh? Cái gốc này cứ như này. Vâng, ấy, chị cứ vâng, chị cho cái cây nó vào giữa cái lỗ mà ta đã chọc. Đấy. Sau đó thì ta dùng ngón cái bằng ngón trỏ. Đấy, ta ấn nhẹ cái đất xung quanh gốc lại. Chị ấn nhẹ thôi. Ấn như thế này thì hơi chặt gốc quá. À thế ạ. Vâng. Vâng. Ấn nhẹ thôi. Thế bây giờ mà bị ấn chặt quá thì làm nào? Ấn chặt quá thì ta có thể dùng tay ta nới bớt cái vườn đất xung quanh ra. À, vâng. 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 Như thế này là được rồi đấy ạ. Vâng. Vâng. Vừa thực hành vừa quan sát, tôi thấy cần chú ý nhất là lúc dùng hai ngón tay ấn đất vào gốc. Nếu làm không cẩn thận, rất dễ bị dí chặt đất vào gốc, sẽ ảnh hưởng đến cây con. Hôm nay, do trời mưa nên tôi sẽ không cần tưới cho cây sau khi trồng. Tuy nhiên, nếu đất chưa đủ ẩm thì cần phải tưới để đảm bảo cây con sẽ sống được. Thì trong 3 đến 4 ngày đầu thì ta phải tưới liên tục. Buổi sáng và buổi chiều là ta sẽ tiến hành tưới cho cây để đảm bảo cái độ ẩm cho cây. Sau đó thì tùy vào điều kiện thời tiết thì ta sẽ tiến hành chăm sóc cây theo cái độ ẩm của đất. Nếu như mà độ ẩm vẫn đảm bảo thì ta có thể 1 đến 2 ngày ta tưới một lần. Hoặc nếu mà trời nắng to mà đất khô thì ta tiến hành tưới ẩm để giữ ẩm cho cây. Độ ẩm của bầu đạt 70% là thích hợp nhất. Chiều cao cây con đạt từ 3 đến 5 cm. Thân có màu trắng, bộ rễ chưa phát triển đầy đủ là có thể trồng. Sau khi trồng cây con, dùng hai ngón tay ấn đất vào gốc cây vừa kín cổ rễ. Những bầu cây này sau khi ươm được từ 3 đến 4 tháng, chúng ta cần phải tách bầu ra các vị trí khác để chăm sóc làm gốc ghép, ghép các giống đào theo ý muốn của chúng ta. Có thể ghép đào quanh năm, nhưng ghép cây vào cuối mùa đông vẫn là tốt nhất. Nên ghép vào cuối đông để cho mắt ghép ngủ nghỉ trên thân gốc ghép, sang vụ xuân mầm ghép sẽ bật khỏe hơn. Đào cảnh có hai phương pháp ghép, đó là ghép mắt nhỏ có gỗ và ghép đoạn cành hay còn gọi là ghép nêm. Việc đầu tiên tôi cần làm là chọn cây để lấy mắt ghép và cành ghép. Đây là một khâu rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của cây đào sau này. Cây được chọn để lấy mắt ghép và cành ghép phải là cây có những đặc tính ưu tú nhất. Trước khi ghép thì trước tiên là ta phải chọn cành ghép hay là còn gọi là chọn cái mắt ghép ấy. Thì chọn mắt ghép thì thứ nhất là tùy vào cái mục đích sử dụng của và cái thị hiếu của người
người dùng thì ta có thể sử dụng các cái mắt ghép của các cái cây khác nhau với cái màu sắc cũng như là chất lượng hoa ở các cây đấy. Cành như thế nào đạt tiêu chuẩn? Chọn mắt ghép thì ta chọn ở những cái cành ở tầng giữa tán và có cái ví dụ đối với ghép nêm thì ta chọn cái đoạn mắt ghép là nó dài từ 6 đến 10 cm mà nó chứa từ 6 đến từ 4 đến lại 6 mắt. Còn đối với lại ghép mắt nhỏ thì có gỗ thì ta cũng chọn những cái cành mà ở giữa tầng tán mà là những cành bánh tẻ. Tại sao không chọn những cái cành ở ngoài tán thì cứ phải chọn những cành giữa tán ạ? Thứ nhất là chọn những cành giữa tán, tại vì là những cái cành giữa tán thì nó sẽ cho ta cái mắt ghép là đẹp nhất. Và cái mắt ghép ở trong ở tầng giữa tán ấy, thì là những cái mắt ghép của nó là những mắt ghép to, đều và khỏe, ít bị sâu bệnh hại nhé. Cành như thế nào gọi là cành bánh tẻ ạ? Cành bánh tẻ là những cái cành mà nó không quá già và cũng không quá non. Phần gỗ của nó là nó chưa hóa gỗ quá nhiều, mà cái phần non thì là không còn nữa. Thì là đấy là những cái cành bánh tẻ. Ví dụ như những cái cành này thì được gọi là cành bánh tẻ. Ví dụ như cành này thì ta có thể sử dụng để làm mắt ghép được. Khi cắt cành lấy mắt ghép xong thì ta bỏ cái phần ngọn của cành lấy mắt ghép đi. Đấy, như thế này thì ta sẽ đã được một đoạn cành có chứa mắt ghép ở trên đó, trên cành này là rất nhiều. Và cành như thế này là tiêu chuẩn của cành lấy mắt ghép. Sau khi gieo ươm cây con 1 năm, chiều cao cây đạt từ 80 đến 120 cm, đường kính là 0,8 đến 1,2 cm và sẽ được dùng làm gốc ghép. Tuy nhiên, không phải tất cả những cây sau khi gieo ươm được chọn làm gốc ghép, anh Kỳ chỉ cho tôi cách chọn những cây đạt tiêu chuẩn để dùng làm gốc ghép. Trước tiên để ghép mắt được vào gốc ghép thì ta phải tiến hành là chọn gốc ghép. Chọn gốc ghép thì thứ nhất là phải chọn những cây khỏe, sinh trưởng phát triển tốt. Và điều đặc biệt lưu ý là gốc ghép là những cái gốc mà không bị sâu bệnh, đặc biệt là những cái gốc mà không bị cái bệnh chảy gôm ở trên gốc ghép. Ghép nêm hay gọi là ghép đoạn cành, trước hết chúng tôi cần chuẩn bị một số dụng cụ như kéo cắt cành, dao chuyên dùng để ghép cây và cuộn dây ni lông mỏng màu trắng. Theo anh Kỳ thì chọn cành ghép và gốc ghép phải tương thích, nếu không tương thích, cây sinh trưởng kém và còn liên quan đến thẩm mỹ của cây. Chọn cái cành ghép với gốc ghép này nó có cần phải tương ứng về đường kính không ạ? Cái chọn về mắt ghép, cành ghép và cái gốc ghép đối với lại ghép nêm thì chúng ta cần phải chú ý một số cái điểm sau. Thứ nhất là ta có thể chọn cái cành để ghép vào gốc ghép có thể nhỏ hơn gốc ghép một chút, hoặc là tương ứng với gốc ghép. Nếu như mà ta chọn cái cành ghép này vào cái gốc ghép mà nó to hơn cái gốc ghép thì nó xảy ra một cái hiện tượng, đấy là nó bị sau này cái cành ghép nó lên sẽ bị cái hiện tượng là chân voi, có nghĩa là khi cái đoạn ta ghép vào thân nó sẽ bị hình to, nó không tương xứng giữa gốc ghép và cái ngọn ghép, nên là nhìn cái cây ghép nó rất chi là xấu. Và cái ghép như thế thì nó cũng không đảm bảo về chất lượng, thì sau này nó rất dễ là bị hỏng. Nếu mà nhỏ quá thì nó bị như thế nào? Nếu như cành ghép mà nó nhỏ quá so với lại mắt ghép thì cái tốc độ sinh trưởng nó không tương xứng với lại cái gốc ghép. Và thứ hai nữa là nhìn cái cây ghép thì nó sẽ không đẹp về cái thẩm mỹ, nhìn nó rất chi là xấu. Vì gốc ghép thì quá to, sau trên khi đó thì ngọn lại quá nhỏ thì nó rất chi là xấu. Nên là ta nên chọn là cái cành nó tương xứng một chút, hoặc nó có nhỏ hơn thì nhỏ một ít thôi. Để ghép thì ta thứ nhất là ta phải cắt cái phần ngọn của gốc ghép. Cắt cái phần ngọn đây thì nó cách cái mặt đất, có nghĩa là cái gốc ghép cắt mặt đất là từ 20 đến 25 cm. Thì ta sẽ dùng cái dụng cụ là kéo cắt cành.
mà kéo thì thật sắc. Và cắt, vết cắt thì phải gọn và ngọt cái vết cắt. Như thế này thì là ta đã cắt cái phần ngọn của gốc ghép. Thì ta có thể dùng dao sắc để sửa lại cái phần vết cắt của ta để cho nó nhẵn. Để nó đẹp. Sau khi ta đã mở cắt cái phần ngọn của gốc ghép đi thì ta tiến hành mở mắt ghép. Thì tiến hành mở mắt ghép thì ta sẽ dùng dao sắc mở 1/3 đoạn đường kính của gốc ghép. Dọc xuôi theo chiều thẳng đứng và vuông góc với mặt đất. Chảy với độ sâu là bao nhiêu anh? Độ sâu của vết chảy là từ 2 đến 3 cm. Sau khi ta đã mở được phần mắt ghép của cái gốc ghép ra thì ta tiến hành lấy đoạn cành của mắt ghép để ghép vào với lại gốc ghép. Thì cái đoạn cành này thì ta chọn cái đoạn cành nó tương ứng hoặc là nhỏ hơn gốc ghép một chút để ghép vào. Thì cái đoạn cành ghép này thì ta lấy một đoạn cành dài từ 6 đến 10 cm và chứa từ 4 đến 6 mắt. Đây là một đoạn cành ghép. Sau khi ta cắt được đoạn cành ghép thì ta dùng dao cắt vát một đoạn tương ứng 2 đến 3 cm so với lại cái đoạn gốc ghép mà ta đã mở trên gốc ghép. Thao tác của ta cắt thì phải tiến hành là gọn và ngọt như thế này. Thì cái vết cắt của ta đây, ta cắt làm sao mà cái độ vát này hay người ta còn gọi là cái nêm này nó không bị dày quá mà nó cũng không bị mỏng quá. Thì sau này ta ghép thì giữa cái phần mặt của cái mắt ghép này và cái phần mặt của cái gốc ghép nó sẽ tiếp xúc với nhau là được nhiều nhất, thì để cho nó sau này nó sinh trưởng để nó quá trình mà nó liền lại là tốt nhất. Đấy, sau khi mà cắt được mắt ghép thì ta tiến hành đưa cái cành ghép vào gốc ghép. Đây thì sau khi ta đã đưa được cành một cái đoạn mắt ghép vào gốc ghép thì ta tiến hành dùng dây ni lông để quấn lại. Có thể quay cái mặt ghép này ra ngược lại đây được không ạ? Quay cái mặt nếu như ta không quay cái mặt ghép ra ngoài. Tại vì nếu như ta quay ra ngoài thì cái phần vỏ ngoài của cây này nó sẽ không cung cấp đủ nước cũng như là dinh dưỡng để nuôi cái đoạn cành này. Và sau này nếu như cái phần mắt ghép nó liền với cái thân và gốc ghép thì nó liền ở phần bên ngoài thì cái gốc ghép này rất dễ bị hư hỏng do quá trình vận chuyển sẽ bị gãy cái mắt ghép ra ngoài. Thì bắt buộc ta là phải quay cái mặt ghép vào bên trong ạ. Đúng rồi. Vâng. Sau khi ta đã đưa mắt ghép vào gốc ghép thì ta tiến hành dùng ni lông để quấn chặt cái phần ta vừa ghép lại và quấn kín luôn cả cái mặt cắt của gốc ghép và cái phần cành ghép mà ta đã đưa vào gốc ghép giữa phần mắt ghép và gốc ghép, quấn nhiều vòng từ 2 đến 3 vòng để tạo nên cái sự chặt chẽ
giữa cành ghép và mắt ghép. Vâng. Quấn kín cả phần cành ghép và cái gốc ghép, cái phần mở gốc ghép. Nếu không quấn kín có được không ạ? Nếu như không quấn kín thì tại những cái vết hở mà ta đã cắt ở trên mắt ghép và gốc ghép thì nó sẽ tiếp xúc với môi trường xung quanh, sẽ bị trời mưa hoặc là nắng thì nó sẽ là cái môi trường để cho sâu bệnh hại nó xâm nhiễm vào cái cây đào. Mà cũng nếu như mà trời nắng quá thì từ những cái phần đấy nó sẽ thoát hơi nước rất mạnh và tạo nên cái làm cho mắt ghép bị chết. Bây giờ thì em ghép nhé. Vâng. Em chọn cành này đã được chưa anh? Được rồi, cành ghép như thế này là tương xứng với lại gốc ghép. Vâng. Quan sát quá trình ghép nêm hay gọi là ghép đoạn cành, tôi thấy cách ghép này có vẻ khó, thao tác phải thật chính xác và cẩn thận. Anh Kỳ đã nhấn mạnh rất nhiều lần cho tôi, khi cắt đoạn ghép phải cắt dứt khoát. Nếu không cắt dứt khoát, về sau khả năng tiếp xúc giữa cành ghép và gốc ghép không tương thích, tỷ lệ sống của cành ghép sẽ thấp. Tôi đã loay hoay dùng dao cắt vài lần mà vẫn không cắt được. Chính vì vậy, tôi phải nhờ anh hướng dẫn nhiều lần rồi mới thử ghép xem thế nào. Tôi khá lóng ngóng và cảm thấy chưa tự tin, ngay cả việc cầm dao để ghép. Chị cắt như thế này là chưa đảm bảo. Thứ nhất là trước tiên để ghép thì ta, thứ nhất là ta mở gốc ghép trước. Sau đó thì ta cắt, ta mới tiến hành cắt mắt ghép. Điều thứ hai là cành ghép của chị. Chị cắt một cái vết cắt. Thứ nhất là cái phần vát hay còn gọi là phần nêm của chị nó quá dày so với lại cái gốc ghép. Thì nó sẽ tạo cái quá dày như thế này thì ta sẽ không thể đưa vào được cái gốc ghép. Thì nếu mà không đưa được vào gốc ghép thì mà có đưa được vào gốc ghép đi chăng nữa thì nó cũng tạo ra một cái vết hở rất chi là to. Và cái tạo ra vết hở rất to thì cái quá trình liền giữa mắt ghép và gốc ghép là nó rất chi là khó. Thì cái mắt ghép này sau này nó sẽ bị ảnh hưởng và nó có thể là sẽ bị chết. Vâng, vâng, thế em làm lại nhé. Vâng. Thế này đã được chị ạ. Đây, cái mắt ghép như thế này là chỉ cắt cái phần nêm như thế này so với gốc ghép là đã phù hợp rồi. Vâng. Đấy, thì chị nhìn thấy là cái này nó không quá dày và nó cũng không quá mỏng. Vâng. So với lại gốc ghép. Vâng. Vâng. Tiến hành cắt cái... Đây, cắt ở vị trí này được chưa anh? Cắt ở vị trí cách gốc ghép từ 20 đến 25 cm, ta cắt ở phần này. Vâng. Cắt vết cắt rất khoát, bằng phẳng. Rồi, ta có thể dùng dao sửa lại. Sau đó thì ta đặt dao ở 1/3 của gốc ghép, đặt dao vuông góc, sau đó là ta để nhấn, lấy tay ngón cái, ta chỉ nhận xuống thôi. Quả thực, đào là cây thân gỗ nên việc gọt tỉa không đơn giản như cây thân mềm. Những nhát dao phải mạnh tay và dứt khoát mới đảm bảo chất lượng của mắt ghép. Sau một hồi thao tác và được sự giúp đỡ của anh Kỳ, tôi đã ghép hoàn thiện cách ghép đoạn cành. Cành ghép mà tôi làm có vẻ không đạt tiêu chuẩn lắm, nhưng tôi hy vọng là cành ghép có thể phát triển tốt. Khi ghép phải dùng dao thật sắc để cắt phẳng, không xước, dập cành, thao tác phải nhanh gọn. Chọn cành ghép và gốc ghép phải cân đối, mặt tiếp xúc phải cố định và áp sát vào nhau. Buộc phải chặt đều tay để độ tiếp hợp chắc, bền. Như vậy, chúng tôi đã hoàn tất quá trình ghép đoạn cành hay còn gọi là ghép nêm trên cây đào. Kỹ thuật ghép mắt nhỏ có gỗ, kỹ thuật trồng và chăm sóc đào cảnh chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và bà con trong chương trình tiếp theo. Quý vị và bà con cần biết thêm thông tin chi tiết về quy trình kỹ thuật nhân giống và chăm sóc đào cảnh, có thể liên hệ tới chương trình. Chúc quý vị và bà con thành công!